Rồi, Tấn xin chào các anh em đã trở lại với kênh của Tấn nha. Hôm nay Tấn sẽ tổng hợp lại những cái quy trình và kỹ thuật đóng ốp lát toàn bộ cho trong một cái video này. Có những anh em xem tập này tập kia thì anh em hiểu, còn những anh em nào mà có xem mà chưa có hiểu á, không có tìm tập được á, thì mất thời gian anh em tìm á, thì hôm nay Tuấn sẽ làm một cái video này tổng hợp những cái cách thức đóng và sử dụng bay răng cưa ra sao, và cách ốp không bọt không chớp và không cần ghém móc. Rồi Tuấn sẽ làm cái phần này, tổng một cái video này cho các anh em xem, cho anh em nào mà mới những anh em nào mới vào á mà thích ốp lát á mà chưa có kinh nghiệm, Tuấn sẽ chia sẻ trong một cái video hôm nay. Đây, Tuấn đã đóng xong cái toilet này á, nghe anh em. Đây là làm dự án này thì mình làm phải kỹ rồi, kỹ hơn rất là nhiều ở ngoài dân. Thì ở trong đây làm thì chủ yếu á là không bọp không chớp, chớp mà chớp khoảng nhìn được mắt chứ đừng có chớp mà quá, khoảng 95% là ok, không bọp không chớp, và ke ke nách thôi. Đây Tuấn sẽ đi cái đường chân cho các anh em xem nha. Khi anh em làm á cái đường chân thì anh em bắn một đường mực, các anh em lấy cái viên mà sát phễu, cứ anh em lấy vô mà lấy sát cái phễu là được. Không ơi, nếu mà chỗ nào nó còn mà nhiều á, cao độ nó còn nhiều á thì anh em lấy cao hơn ngay chỗ của phễu khoảng phân rưỡi là ok. Tại vì mình dán cái viên gạch sau này mình lát nền này, vệ sinh á thì cái viên gạch nó một phân rồi, và 5 ly hầu dầu nó là một phân rưỡi, nó không có hỏng được cái đường chân các anh em nha. Các anh em muốn lấy sát thì anh em tề nhiều thôi, còn mà anh em muốn nâng lên á, nâng lên một phân rưỡi thì anh em tề ít vậy thôi. Đó là những cái kinh nghiệm của Tướng thường làm. Còn mà nếu mà nó cấn nhiều quá thì anh em cứ đẩy xuống luôn, đẩy xuống khoảng 2 phân, anh em cắt cắt hết luôn. Tại vì cái máy đẩy bằng đẩy của mình á, cắt khoảng 2 phân là cắt được rồi, anh em khỏi cần cắt tay. Cắt tay nếu mà khoảng 1 phân với 5 ly anh em tề tay thì nó sẽ lâu đó. Rồi sau khi anh em lấy sát phễu, anh em bắn nguyên cái đường mực cho Tuấn nha. Rồi anh em lấy cái bức tường nào mà dài á thì anh em ốp trước. Bây giờ cho dù có nó có mất ke á thì mình vẫn chỉnh lại được. Thì khi đóng anh em đóng ghém khoảng đi cái đường chân á. Nếu mà tường thẳng á làm ok á, thì anh em lấy cái đường chân khoảng phân rưỡi thôi. Viên gạch với 5 ly hầu dầu là ok. Khi mà anh em làm á, làm mà vô mà đi cái đường chân á thì anh em nhớ nha, nhớ phải bắn mấy cái nách cho nó coi nó có ngã không, là mình biết đường mình chỉnh coi nó ngã ở trên hay ở dưới. Nếu mà nó ngã ở dưới cái đường chân á, đường chân mà nó bị ngã ra thì anh em không có sợ, thì anh em cứ ngã cái đường chân thì anh em đóng cái viên đó thì 1 phân rưỡi lên trên thì anh em đóng dày ra 1 xíu vẫn ok. Còn mà nó ngã ở trên đầu á thì anh em phải đóng dày ra 1 xíu. Nếu mà ngã 1 phân á trên đầu á thì anh em cứ ghém cái cục ở trên đầu, ghém cục ở trên đầu 1 phân rưỡi rồi anh em chiếu xuống ở dưới, rồi anh em dán thôi. Nếu mà nhiều quá thì tô lại thôi, chứ dán thì cũng được thôi mà nó lâu công mà nó cực mình thôi. Vô làm khoán cái nào lẹ lẹ thì mình làm thôi nghe anh em. Nếu mà làm á thì Tuấn làm á thì nếu mà khoảng 1 phân á, nó dày 1 phân hay nó ngã 1 phân thì Tuấn lấy lại luôn, cứu luôn mấy anh em mà xây tô. Còn mày trên 1 phân rưỡi 2 phân thì Tuấn bỏ lại cho người ta tô thôi, là người ta đục thôi, chứ mình làm vẫn được rồi đó, mà làm nó lâu nó cực công mình đâu có làm được. Ít ít thì mình còn cứu được chứ nhiều quá mình để cho người ta làm lại chứ. Khi anh em đóng cái bức dài xong rồi anh em cặp ke vô từ bức nha,
Cái đường chân đi là cái đường chân là anh em phải đi cho kỹ xíu nha. Có những cái video tướng hướng dẫn đi cái đường chân á mà không chuẩn á, có cái cách chế thì anh em cứ quay lại những cái video đó xem nha. Tới cái lỗ khoan thì anh em đo thôi, đo theo lỗ khoan thì anh em khoan khoan lỗ tròn thôi. Thường thường là xài 42 là nhiều nha anh em. Ở trong đây là mấy cái lỗ ống nước với lavabo thì 42 với 45, 60, 60 là cái lỗ bự. Thường mà ngay á, anh em đóng lẹ lắm. Cái bài răng cưa này á, tướng đang làm bên tay phải nha anh em. Có nhiều anh em nói tướng giao bài giao hàng bị lộn tay là không phải nha. Anh em nào mà xài tay tại tay phải tướng sẽ giao bên tay phải, cái răng nó sẽ bên phải luôn. Bên bên trái thì nó răng nó sẽ bên trái luôn. Cái đường chân này á, như tốc độ của tướng đóng á là trong vòng 1 tiếng thì là sẽ xong cái đường chân. Anh em thấy đóng vậy mà còn có phần rưỡi nha anh em. Đó mình chừa ra được phần rưỡi là ok nha. Đây, phần rưỡi tôm đều anh em làm lẹ lắm nha. Đây, 1 phần rưỡi nha. Phần rưỡi nó bị mô ra bị lại vậy. Đây, phần rưỡi em chờ sao ra đo từ tượng ra miếng gạch mình làm là 1 phân rưỡi là ok, mình dán lẹ lắm, rất là đẹp, vừa hồi dầu rất đẹp. Khi anh em làm anh em nhớ bắn trước mấy cái nắp thả gài cái đường chân nha, sợ nó ngã ra ngã vô nha anh em. Đó rồi xong đây, chúng nó đi xong cái đường chân nha. Rồi khi anh em đi xong cái đường chân á, và đây là cái toilet cũng đã đóng xong nha các anh em. Đây cũng như cái viên này là cái viên nguyên nha các anh em. Đây là cái viên nguyên thì á, anh em đóng cái viên này á, đóng thẳng lên luôn, đóng 2 cái viên này nè, anh em đóng thẳng lên trên luôn đó, đóng thẳng lên trên rồi cái anh em nhỏ cho nó chuẩn 2 đều, ngã ra ngã vô và cái chiều đứng này. Khi mà đóng thẳng lên thì cái này á, nó cái nắp này á, mình đã có một cái đường thẳng lên tới trên rồi thì mình á, cái viên cái bên đây thì mình đi theo qua thôi, mình đeo thập cặp theo cái nắp mình đi thẳng lên là nó sẽ có cái một cái đường thẳng nữa. Từ đây, từ cái ron này các anh em đo vô đụng cái này, đụng cái tường này, anh em âm vô khoảng 5 ly, cái nó âm vô 5 ly, anh em đi thẳng lên là sẽ có 2 cái nắp thẳng. Cho nên em không cần mà ghém móc làm cái gì cho nó mệt. Rồi cái viên bên đây, viên bên đây là cái viên nguyên nha anh em, còn cái viên bên đây là cái viên cắt. Đây thì các anh em cắt á, cắt làm sao mà chừa từ ở trong trong cái tường á, cái tường mình chưa tô á, mình cắt sao mình chừa ra 1 phân rưỡi, 1 phân rưỡi đặt mình nhét cái viên này vô nè các anh em. Rồi cắt 1 phân rưỡi nha, từ trong tường ra 1 phân rưỡi, nó vừa hồ dầu 5 ly với viên gạch mình 1 phân á, là 1 phân rưỡi. Thì các anh em cắt cái đường này á phải cắt cho nó chuẩn xíu, tại vì cái đường này phải cắt cho chuẩn là mình nhét cái viên gạch vô là mình có cái nắp đi theo chuẩn lên luôn đó. Như vậy á là mình không cần ghém móc mà cũng có cái một cái đường thẳng nữa. Bên đây tôi cũng vậy. Đây các anh em lưu ý ngay chỗ cái hộp ghen nè. Hộp ghen thì cái đầu này là đầu riêng rồi,
đầu này bắt buộc mình phải cắt, các anh em cắt phải cho nó đều nha. Đây tính cắt nó đều, cắt phải cho chính xác xíu. Còn nếu mà cắt phải lọt rồi, lọt 1-2 ly á, thì các anh em mà có như nào mà sát sát á, thì các anh em thà cho nó sát, các anh em để máy vô, các anh em rà lại, ngày mai nó khô các anh em rà lại, chứ mà rộng quá là thua nha các anh em. Hai cái đường này mình phải cắt, cái đường này nó hơi lâu rồi, cắt cho nó chuẩn xíu. Nói bên đây cũng vậy, thì cái viên nào mà các anh em á cắt chuẩn đi lên một đường á, bên đây nó cũng vậy nè, thì các anh em dán trước, là cái viên này mình đâm vô mình theo nó lên luôn, chứ các anh em đừng có dán đến bên đây nha. Dán bên đây là đâm vô, thì cái này nếu mà nó ngã cái đầu này ra một xíu, cái tấm này mà nó ngã ra, ngã vô một xíu, thì anh em cắt cái viên này á, nó không có được đẹp, cắt là nó bị lọt liền, đo tự viên nó mệt. Mình đóng cái hàng này lên trước, cái viên nào lúc nào cũng vậy, lúc nào cái viên mà nó nhét vô trong á, thì anh em đóng sau, đóng cái viên chừa 1.5 ra, các anh em mình đóng trước, đóng thẳng lên một đường luôn. Rồi cái bức bên đây mà cũng như bên đây, các anh em coi nè, đây là cái viên nguyên tướng đóng trước cái bức này, các anh em thấy không? Rồi cái bức này tướng đóng cái hộp gen luôn, là có cái đường thẳng lên rồi, qua đây tướng đóng lùa tới đây luôn, tướng đóng thẳng lên, và bên đây tướng được cái đường thẳng nữa, tướng đóng dắt bên đây và tướng lùa qua, lùa qua bên đây tướng cắt chặn chuẩn nè, cắt cái viên này chuẩn, là cái viên hai cửa tướng nhét vô luôn là xong. Ok, còn bên đây cũng vậy thôi, bên đây thì nó cũng nhét vô đi thẳng qua bên đây. Cái bức này nó hơi dài nha anh em này, cái bức này thì nó hơi dài một xíu, nó hơi dài thì anh em cũng như anh em ốp lên, ốp cái đường chân rồi phải không, các anh em ốp hai viên qua tới đây, lâu lâu anh em nhỏ cái máy là dè mặt đứng mặt ngã ra ngã vào á anh em, là nó coi lại mình chỉnh, để có khi anh em làm mà nó chớp một xíu á thì nó sẽ ngã cái đầu bên đây ra, sẽ ngã đầu ra bên đây nhiều đó, thì vậy thôi. Còn mà khi mà các anh em mà lấy cái đường chân á, thì anh em lấy chỉ sắt sắt mấy cái phễu thôi, đây cái phễu nè, anh em lấy viên gạch sắt xuống dưới là ok, sắt xuống thôi, chủ yếu sắt xuống cái phễu là các anh em làm là khỏi lo, tại vì nó cán nào lúc nào nó cũng dốc mà anh em, đừng mà để cao quá thì nó hỏng chân nha, anh em dán cái nền toilet vô nó hỏng chân. Đây, khi anh em mà đi xong cái đường chân á, anh em đi hết cái đường chân á, thì anh em ra các anh em liếc một loạt luôn, liếc xong rồi các anh em cắt một loạt rồi các anh em vào làm nha. Nếu mà anh em nào mà có phụ biết cắt á, biết cắt biết liếc đồ đó, biết bo liếc cạnh á, thì tính vừa xong cái đường chân á thì phụ biết làm á thì người ta sẽ cắt luôn, mình không phải ra làm. Còn nếu mà không có phụ biết cắt á, thì tính ra tính liếc, rồi tính cắt một lọt, tính vô tính ốp một lần lên luôn. Đây tính sẽ cắt một lọt xong hết, rồi tính mới vô tính ốp một lần luôn, khỏi ra cắt nữa, cắt xong rồi vô sắp luôn các bạn. Anh em nào mà có xài bằng đẩy gạch Ryobi, máy laser và Byronker thì cứ liên hệ số điện thoại bên tính nha. Ở đây tướng sẽ bắn cái mặt ngã ra ngã vô. Khi em đi xong cái đường chân á, anh em kiểm tra lại nha. Thì đóng một viên này, một viên thì anh em kiểm tra mặt ngã ra ngã vô và cái mặt đứng nha. Là nó chỉnh lại cái viên này cho nó ok thì anh em làm. Rồi anh em đi thẳng hai cái đường đó lên, thẳng hết lên luôn. Nhớ là chừa trong ra cái nách 1.5 nha các anh em. Còn cái viên sau mình sẽ nhét vô nha. Cái viên đó, viên này là cái viên tướng đang kéo này, là cái viên cắt này, thì cái anh em đo từ trong trong tường mà chưa tô á, ra khoảng 1.5 thì anh em cắt thôi. Mà nhớ nhỏ, khi anh em đi đường chân phải nhỏ đường cái nách nha, coi nó ngay không nha, để nó ngã thì anh em cắt thì lên nó sẽ cấn. Rồi tiếp theo tiến sẽ chỉ anh em cầm viên gạch nè, kéo giống tính nha, anh em để kê cái lên cái đầu gối nha, nó kê lên cái đầu gối
Anh em tập cái đầu gối nó làm nó khỏe hơn cái anh em làm để trên cái thùng. Anh em ngắt cái đầu thôi mà anh em vuốt tới gần cuối á, cuối anh em cúp cái đầu xuống là ok thôi. Nó cái máy đường ngã ra ngã vô anh em để luôn nha. Anh em đóng hai cái viên này lên một lọt rồi anh em hả đóng mấy cái bước tiếp theo. Là mấy cái bước tiếp theo anh em đã có sẵn cái đường đứng rồi. Anh em chỉ đi theo cái đường đứng lên thôi thì nó sẽ ngay thôi. Rồi anh em nào mà không có quen mà để giống cứng á, thì kê lên phân nửa cái thùng nè. Anh em để cầm một tay vịn, một tay để lên cái thùng. Em vuốt. Cái em kéo ba răng cưa, cái em bỏ hầu dầu lên em kéo sát bay thôi nha, sát xuống viên gạch nha. Còn mà chỗ nào mà dày thì anh em nới ra một xíu, còn mà tường chuẩn thì anh em cứ để hầu dầu kéo kéo 45 độ mà kéo cạ vô viên gạch của mình luôn. Rồi tiếp theo nha, tiếp theo tướng hướng dẫn tiếp nha. Các anh em thấy những cái video nào mà anh em nào mà cũ á, thì cũng đã thấy những cái video của Tuấn làm á. Khi Tuấn ốp á, ốp hay lát gì cũng vậy. Không ít khi nào mà Tuấn chim rong trước lắm. Đó là cái cách mình không có kê cân bằng. Khi anh em để viên gạch lên, anh em chỉnh xong rồi cho nó đều hết. Tại vì anh em chim lên á, thì nó khó thấy. Khi anh em để sát ron vậy nó dễ nhìn thấy cái độ chớp. Rồi mình chỉnh. Đó, em thấy không? Ấm cho nó bằng xong rồi anh em chỉnh xong xuôi hết rồi cho nó bằng nè. Anh em rờ tay qua. Ok, nó không còn độ chớp nữa thì anh em chim lên là xong luôn. Anh em mà để vô mà anh em chim ron thì nó càng càng cái to thì anh em khó thấy cái độ chớp. Anh em nào mà theo dõi Tuấn thì cũng thấy lát nền hay ốp gì cũng vậy, ít khi nào mà Tuấn chim rong trước lắm. Rồi cái đây là Tuấn đã ốp bằng keo nha anh em, ốp keo thì khỏi cần tưới nha, ốp keo mà cái tường này nó cũng mới có tô cũng mới đây thôi. Còn mà nếu mà tường mà hơi lâu xíu thì anh em nếu mà ốp keo á thì anh em tưới sơ qua một 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 nước thôi. Thì anh em ốp nó không có bị tình trạng mà nó giật hầu dầu lại mà nó chớp. Nó chớp nó vên á. Còn nào mà nếu mà anh em nào mà ốp hầu dầu á, ốp hầu dầu hoặc lát hầu dầu gì cũng vậy. Thì anh em á tường phải tưới cho nó no nước. Tưới chừng nào mà cảm thấy mà cái tường nó hết hút thì thôi, thì anh em ốp ốp vào thì nó không có sẽ không có bị cái tình trạng mà anh em chỉnh. Anh em đóng bằng bốn góc ngã tư hết rồi mà lát anh em đóng mấy cái viên kia quay lại thì nó sẽ chớp đầu, tại vì đóng cái hầu dầu nó không có nó có cái độ co giãn, nó sẽ chớp vô. Keo thì thường không cần. Keo anh em để tới 2-3 tiếng anh em chỉnh vẫn được. Còn hồi dầu thì nếu khô anh em đâu có chỉnh được nữa. Khi em đóng bằng mà tường mà nó khô thì nó sẽ giật thôi. Cái quy luật nó là vậy. Nền cũng vậy, nền khi anh em làm anh em ngâm hết nha. Ngâm nước nền cho no khoảng cho chừng nào nó hết sò bọt, khoảng trên nửa tiếng là anh em làm. Đây, cái viên tiếp theo Tuấn sẽ nhét vô cho anh em xem nè. Mình có cái đường thẳng kia rồi các anh em. Rồi đóng viên thứ hai cái mình chỉ đi theo cái nách lên thôi là nó sẽ có một cái đường thẳng. Anh em không không cần mà thước bọng gì nữa hết. Tại vì cái đường chân á, cái đường chân anh em đã đóng thước rồi, đã thẳng rồi thì anh em cứ đi theo viên gạch đi ra. Và cái đường đứng á thì anh em đã có cái mặt đứng ở trong nách rồi 1,5 phân rồi thì anh em cứ theo đó đi lên thôi. Anh em nào mà kỹ á
thì đi ra khoảng tới ở ngoài mấy viên ngoài sau á, hai viên ba viên gì anh em quay cái máy laser anh em nhỏ lại thôi. Anh em đóng mà chớp mà anh em không thấy á, thì ra đây nó có khi nó coi vô ngã ra, còn mà đóng đều á thì nó ít khi nào nó bị lắm. Nó tại vì cái đường chân anh em đã đi thước hết rồi thì anh em đi theo thôi, đi theo cái viên gạch dưới thôi. Đây là cái tường ngay này anh em, nếu mà cái tường ngay này đóng lẹ lắm. À, Tướng sẽ làm cái tập tiếp theo là Tướng sẽ làm đóng nền cho các anh em xem nha. Đóng nền căn hộ. Tướng sẽ hướng dẫn lại toàn bộ lại cái cách thức mà lát nền chi tiết hơn cho anh em xem. Đây là cái tập mà tập này là Tướng sẽ làm series ốp cho anh em xem đầy đủ chi tiết. Khi làm cao ốc á, anh em làm ở chừng một lầu thôi, một lầu là anh em quen thôi, tại vì cao ốc nó có một loạt một à, anh em làm lầu là anh em nhớ lên trên thì nó khuôn khổ nó làm sao thì lên trên nó y như vậy. Cái này mà tập đóng kiểu như Tuấn mà vô mấy cao ốc đóng kiểu như Tuấn á là bao bọt luôn nha anh em, không bao giờ bọt, tại vì anh em test bít viên gạch luôn rồi. Mà làm có cái ba răng cưa thì mình làm nó rất là khỏe, nó có cái cỡ rồi anh em làm nó không có cần canh hồ dầu, nó đỡ cái canh hồ dầu hơn cái bài thường của mình, mà thao tác của nó rất là nhanh. Anh em càng làm càng lâu thì con mắt của anh em càng có kinh nghiệm nha, làm sẽ canh được cái hầu dầu luôn. Hồi trước Tuấn chưa xài ba răng cưa thì Tuấn xài ba nhọn á, ba bầu á, thì canh hầu dầu có khi nó đều có khi nó không đều, anh em lâu lâu á mình gỡ ra gỡ vô nó mất thời gian, còn mà mình làm ba răng cưa này ít khi nào gỡ lắm. Mà cũng cái tầm mắt của mình cũng rất là quan trọng, tầm mắt mình canh hồ dầu á. Tại vì mấy cái tường ở dự án cũng ít khi nào mà nó ngay lắm, nó tô mấy toilet nó tô ngã. Nếu mà những cái bức tường nào á mà vô toilet ngã thì anh em hạo lại cái nách thôi. Tướng thường làm á thì nếu mà nó ngã khoảng độ 5 ly một phân, một phân rưỡi luôn, mà nó ngã trên đầu á nha, trên đầu mà nó, dưới chân mà nó cháy mà trên đầu nó hơi dày á, thì tướng chế luôn, tướng cứu luôn cho thằng tô một phân rưỡi đổ lại nha. Còn mà hai phân cũng vẫn được, ở trên đầu hai phân, tại vì lên đầu mình đã nhẹ rồi, lên đầu mình đóng dày thì cũng không sao. Còn nếu mà trên đầu mà nó ngã ở dưới chân thì nó dày á, khoảng 2 phân 3 phân thì tướng sẽ bỏ lại, tướng không làm, tại vì làm cũng vẫn được thôi, mình đóng hồ dầu dày ra thôi. Mà làm vậy á nó làm cái nó rất là lâu, mình đi làm khoáng mà mình không có cứu được, cái nào mình cứu được thì mình cứu thôi. Nếu mà một phân á ở dưới á, ở trên đầu nó cháy đi, ở dưới nó ngã một phân đi, thì tướng vẫn cứu bình thường.
còn mà hơn nữa không cứu được, để cho nó tô lại chứ. Cái nào cứu được lợi cho mình làm thôi. Cái keo này đóng á, nó đỡ bọt hơn hồi dầu rất là nhiều. Cái keo nếu mà anh em đóng mà không kỹ á, các anh em cũng không bao giờ sao bọt. Còn hồi dầu các anh em phải đóng, phải vuốt cho nó kỹ nha. Vuốt kỹ còn như tấn vuốt kia nè, nên là nó không có bọt. Còn keo nó rất là khó bọt. Keo nó dính gấp mấy lần hồi dầu nha anh em. Keo nó rất là chắc, khi nó cứng chắc lắm. Đi refresh mà cũng mệt nữa, đi sửa gạch á. Nó thấy giờ anh em thấy Tuấn làm không? Tuấn đóng qua đóng lại rồi. Tuấn đâu có cần mà cặp thước lên nữa, tại vì có cái nách rồi. Ở trên cái nách đó thì đi theo cái nách ra thôi. Rồi Tuấn anh em thì cứ đóng theo cái viên gạch đi ra, không cần ghém móc làm gì. Mấy cái viên mà khi anh em chừa ra 1,5 phân á, mà gặp ngay chỗ viên cắt á, anh em phải cắt cái viên đó cho nó chuẩn xíu. Để sau này mình vét cái viên vô là nó không có bị so le nha anh em. Cắt không chuẩn thì mình mài lại xíu. Đó, anh em thấy không? Tướng đóng xong là tướng mới chim ron thấy chưa? Toàn bộ những cái video đóng nền hay ốp tường gì cũng vậy. Tướng đóng tướng chỉnh xong hết rồi tướng mới chim ron lên. Nó vẫn chớp mà cái độ chớp của nó sẽ giảm đi mất mức tối đa. Mắt thường mình cũng khó thấy. Thì anh em xong rồi anh em chim lên cái là xong luôn. Đây là làm bên Vimhome bên quận 9 nha các anh em, đường Nguyễn Xiển. Bên Hòa Bình, bên Cô Tích Công và An Phong và Central là những cái toilet đó, những cái bản vẽ nhà vệ sinh hoặc nền đó, thì nó sẽ khác nhau nha, nó sẽ khác nhau cái bản vẽ. Thì kích thước phòng toilet thì nó vẫn giống thôi, mà nó có khác nhau những cái đường cắt bản vẽ thôi. Nó quan trọng là ngay chỗ cái viên nhỏ nha anh em, cái viên mà mặt liếc á, mặt liếp anh em phải cắt cho nó chuẩn xíu nha. Còn nếu mà không chuẩn thì anh em cho nó khít, cắt cho nó dư nó khít cũng được, mà nó đừng có rộng, nó rộng quá anh em mài không được. Nó khít thì ngày mai nó khô quá anh em mài qua cái mài lại cái đường ron.
Rồi, cái phần bình luận tướng đây tướng xin tạm dừng. Xin mời anh em xem tiếp video nha. Anh em nào mà có nhu cầu đặt hàng thì nhớ liên hệ bên tướng nha. Anh em nào mà thấy kênh của tướng hay á, đừng quên đăng ký kênh và ủng hộ cho tướng nha. Đăng ký và theo dõi những video kế tiếp của tướng nha. Rồi, tướng xin chào và hẹn gặp lại những cái video kế tiếp ạ. À.